Ok, hello các em. Và chào mừng các em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục với thử thách bạn có phải là thiên tài hay không. Và ở lần trước ấy thì chắc là cũng đã có một vài anh em nhận ra bản thân mình là thiên tài. Tức là bản thân anh em là thiên tài ấy, không phải là bản thân mình đâu nhá. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với thử thách đó lần thứ hai. Và nếu như anh em mà vượt qua được nó thì anh em sẽ giống như kiểu là bố của thiên tài luôn này. Ok, rồi không dài dòng nữa thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn này. Nếu tìm ra đáp án chưa đến 30 giây, bạn là một thiên tài. Hãy tập trung trí não cao độ nhất có thể để tìm ra sự khác biệt. Câu thứ nhất thì đây, tìm chữ T trong hình. Tìm ra chữ T. Khó phết nhỉ. Ok, mình tìm ra rồi, nhưng mà mình sẽ vẫn tiếp tục video để cho anh em xem. Mình tìm ra rồi, câu này thì chắc là cũng dễ đúng không? Những câu đầu thì mình đoán là thường sẽ dễ. Còn 10 giây rối mắt phết. Nhưng mà dù sao thì mình cũng đã tìm ra được chữ T. Ok, 3, 2, 1. Hết giờ. Yes, mình sẽ dừng lại ở chỗ 1 giây. Tại vì nếu như mà về số 0 ấy thì nó sẽ cho chúng ta đáp án luôn. Và anh em đã có, nếu như đã có đáp án rồi thì ok, bắt đầu nào. Đáp án. Đó, chúng ta sẽ đến với phần đáp án. Đâu? Đó. Mình thấy nó cũng khá dễ mà đúng không? Cũng không đến cái mức độ mà chúng ta phải căng não lên. Câu số 2. Tìm gấu trúc giữa đám người bí ẩn. Ok. Tìm gấu trúc à? Ok, mình tìm ra luôn rồi anh em ạ. Mình tự nhiên nhìn ra luôn rồi. Ok. Câu này thì mình cũng đã nhìn ra luôn ngay từ những giây đầu tiên. Bây giờ thì mình sẽ để cho anh em tìm, để xem anh em có tìm ra được không. 7, 6, đấy, sắp hết thời gian rồi anh em ạ. Anh em hãy cố gắng tìm, câu này khá dễ thôi. Và đáp án là gì? Đó, cái này là các nhân vật ở trong cái phim Star Wars. Và con cấu trúc của chúng ta đây giống như kiểu đứng lặng lẽ trà trộn vào đám đông đông người. Ok, câu thứ 3 nhé. Tìm con thỏ. Ok, chúng ta sẽ tìm con thỏ ở trong đám mèo này. Khó phết nhỉ. Mình bắt đầu thấy khó khó này. Con thỏ đâu rồi? Phắc thỏ. Ế, sao bây giờ mình vẫn chưa tìm ra con thỏ nữa ạ? Ok, mình tìm ra rồi, mình nhìn ra rồi. Có một sự khác biệt, chỉ có một chữ khác biệt rất nhỏ thôi. Và tí nữa thì mình sẽ nói cho anh em đó sẽ là sự khác biệt nào. Rồi, hết thời gian. Và đáp án của chúng ta là tên. Đó. Và bây giờ thì anh em, nếu như anh em nào đã tìm ra rồi ấy, thì mình sẽ không nói nữa. Nhưng mà nếu mà những anh em nào chưa tìm ra ấy, thì đây chính là sự khác biệt này. Nó có cái răng, con thỏ mà nó hay có cái hai cái răng cửa nó dài hơn ấy. Đấy. mình sau khi mà nhìn thấy cái răng thì mình biết đây là con thỏ đấy, thì không thì mình cũng chịu luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu thứ 4. Khó phết đấy các bạn. Tìm gấu trúc, lại gấu trúc giữa đám người tuyết. Quả này khó, mình thề quả này cực khó. Nhưng mà mình lại tìm ra rồi. Chả hiểu sao mấy cái này hình như là chúng ta quen rồi thì nó mình sẽ cảm thấy nó dễ hơn đấy. Mình tìm ra rồi. Nó rất gần thôi anh em ạ. Năm, bốn, ba, hai, một. Hết giờ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đáp án. Nó ở rất là gần. Cũng giống chết. Ok, ở đây thì cũng giống như là với cái con thỏ ấy, thì con gấu của chúng ta cái mũi mình dựa vào đấy để phân biệt anh em ạ. Thực ra thì nếu như mà nó phải cho cái mũi vào thì nó sẽ khó hơn. Câu số 5. Tìm chữ C song hình. Đồ mé. Tìm chữ C. Chữ C. Rồi, ok, mình đã tìm ra rồi. Câu này thì nó hình như là hơi dễ đúng không? Hơi bị dễ quá anh em ạ. Câu này thì quá dễ rồi.
và mình sẽ chỉ luôn cho anh em nó ở đây. Mình thề là ai cũng sẽ nhìn ra được luôn, trừ khi là mấy thằng mù thôi. Mấy thằng mù thì sẽ không thể nhìn ra được, nhưng mà chắc chắn là những ai mà mắt sáng ấy thì chắc chắn sẽ nhìn ra được luôn. Nó giống như kiểu là nó khác biệt hoàn toàn ấy. Cái này thì chắc chúng ta sẽ không cần phải chờ đến đáp án nữa, mà ai cũng có thể nhìn ra được luôn. Đấy. Chả hiểu sao lại đưa câu này vào, tại vì nó quá dễ. Câu số 6. 5 câu trước thì mình đã hoàn thành được rồi. Để xem nào. Tìm cấu trúc trong hình. Cái này khó. Cái này khó nhá. Mình để xem nào. Tìm cấu trúc. Khó vậy. Thật sự luôn đấy. Mình đã tìm ra rồi. Mình đã nhìn ra em cấu trúc. Rất là ảo diệu luôn đấy. Anh em đã ai nhìn ra được chưa? Mình đoán là thể nào cũng có một số anh em nhìn ra rồi. Và đáp án, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem đáp án. Nó cực kỳ ảo diệu luôn. Đang chuẩn bị xem đáp án thì lại quảng cáo. Đành. Rồi, đáp án. Đây. Đó. Đây chính là chủ cấu trúc. Trông như kiểu là âm thầm lặng lẽ đúng không? Câu số 7. Tìm cỏ 4 lá trong bức hình. Chúng ta có rất nhiều con lợn và bây giờ mình nó bắt mình tìm cỏ 4 lá. Không liên quan lắm. Mình tưởng là phải tìm một con gì đó, nhưng lần này chúng ta sẽ tìm cỏ 4 lá. 4 lá. Oh. Ok, mình đã nhìn ra rồi. Trông mấy con lợn trông hay phết. Có một con lợn đội mũ anh em ạ. Ok, cái này thì nó khá là dễ. Chả hiểu sao, theo lời quảng cáo thì mình thấy nó rất khó, nhưng mà tóm lại thì từ nãy đến giờ mình thấy rất dễ. Lại gấu trúc. Mấy con gấu trúc bựa nhỉ, suốt ngày vào kiểu chụp ké. Quả này thì khó anh ha. Con gấu trúc ở đâu? Khó thế. Khó thật đấy, quả này đi mắc khó luôn. Gấu trúc ơi, em ở đâu? Ố, con gấu trúc đâu nhỉ? Con gấu trúc đâu nhỉ? Thôi, còn bỏ tay luôn, bỏ cánh luôn. Không thể tìm ra. Để xem gấu trúc ở đâu nào. Ôi dồi ôi. Vai trưởng ạ. Thề là chắc là cho mình kính lúp đúng không? Thì may ra mình có thể nhìn ra được. Đây, mình sẽ tua lại. Vai cả con gấu trúc ạ. Nó bé tí luôn. Nó xong nó bắt mình tìm. Thề còn bó tay luôn. Dẹp. À quên, anh em nào mà nhìn được ấy thì xin nhận của mình một lại quả bá đạo. Mình thì không thể nhìn ra luôn đấy. Câu số 9. Tìm con mèo trong đám con cú. Cú mèo anh em ạ. Cú mèo hay viết bỏ dấu đi sẽ là cú mèo. Cú mèo. Ok. Lại quảng cáo. Chúng ta sẽ tìm con mèo trong đám con cú. What the fuck? Mình đã không nhìn ra con mèo đâu rồi. Fuck mèo. Con mèo đâu? Ôi, mình không nhìn ra được thật đấy. À. Ok, mình đã nhìn ra rồi. Mình đã tìm ra rồi. Mình đã tìm ra. Và không hiểu sao mình cứ ấn cách để nó lại tọt xuống. Đấy, đây chính là con mèo. Tại vì nhìn cái mồm nó khác. Câu số 10. Bạn có thể tìm thấy chữ C trong 30 giây. Đấy. Dễ vãi lều luôn. Rồi ok, mình sẽ dừng luôn đây nhá, để không tốn thời gian của anh em nữa. Rõ ràng kiểu easy vãi trưởng luôn ấy. Thế. Quá easy luôn. Mấy cái câu mà tìm chữ C nó chẳng có ý nghĩa gì cả, trừ khi là nó làm nhiều lên thì chúng ta sẽ khó, nhưng mà thế này thì quá dễ luôn. Chỉ có duy nhất một câu thôi, đó chính là tìm con gấu trúc ở trong cái bức ảnh đen trắng ấy.
thì cái đấy thì coi như là quỳ, cái đấy thì quá khó luôn rồi. À được rồi, quên mất câu hỏi chính là anh em trả lời được bao nhiêu câu trong số 10 câu mà chúng ta đã vừa xem. Mình thì trả lời được 8 hay 9 gì đấy đúng không? Còn nếu như anh em trả lời được trọn vẹn 10 câu ấy thì chắc chắn anh em là thiên tài, là số 1 luôn ấy. Ok, quay lại với câu cấu trúc, mình thề chẳng hiểu sao lại đưa con đấy vào. Rồi, mình đây, à đây. Còn cấu trúc là bé tí 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 ở đoạn này luôn ấy. Wow, bức ảnh đáng sợ vãi. Ok, rồi và video này mình sẽ kết thúc đây thôi. Và nếu như em thấy thích cái thử thách này thì đừng quên để lại một like ủng hộ mình. Đừng quên là nhấn vào cái nút đăng ký kênh để ủng hộ channel của mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em ở video sau.